rất là nhiều cái mủ lấy ra này. Nên phải tránh những trùng thật tốt rồi em ạ. Tóc phải gọn lên, em buộc tóc gọn lên nhé. Đừng để nó loà xòa làm gì. Cả bóng má này cũng thế, toàn bộ luôn. Ok, hôm nay thì mình sẽ làm sạch là xử lý nhân này nhé, mới là chạy cái thâm. Cố gắng là một tháng phải khỏi 89% này nhé. Wow, nhìn nó khủng khiếp luôn. Sau này anh so sánh cho em nhé. Mụn nó quá nặng luôn ý. Dùng cái gì nhỉ? Để tóc blanh à? Để tóc blanh là sản phẩm của nước nào? Pháp. Việt Nam, Pháp. Tức là ai tư vấn cho em sản phẩm đấy mà em dùng nó? Dùng trên mạng. Trên mạng, như các bạn đều xem trên mạng nhỉ? Tệ thật. Shopee à? Khi dùng cái sản phẩm như thế thì thường ra là nó sẽ bị lột và nó tệ như thế này nhỉ? Nào là ông lão, nào là ông thọ, nào là ông tiên, bà tiên, cô tiên, các kiểu tiên. Thật tệ nhá. Ok. Đấy, khiến cho da nó bị thế này. Anh điều trị đến trường này nhiều lắm nhưng không sao. Mục tiêu của mình cố gắng một tháng khoảng 90% em nhé. Em được làm sạch xử lý nhân mụn rồi xử lý thâm luôn nha em nhé. Rất tốt. Ok. Em có dùng cái sản phẩm gì để em bôi đắp lên trên mặt không? Em dùng thể chất chiết hóa học. Là mình tự của Blanchoy không biết ra vâng. À, em tự lựa chọn đúng không? Vâng. Là mình tham khảo trên mạng thôi, em về tự lựa chọn và sử dụng nó đúng không? Vâng. Chứ không phải là có ý kiến của bác sĩ hay gì đó đúng không? Vâng. À, cũng hơi tệ em ạ. Thật ra thì em sử dụng BSAA, nó là hai sản phẩm lột đấy em. Vâng. Về nguyên tắc là để nó đẩy mụn đúng không? Đấy, em dùng cái loại 0.5% thấp nhất. Vẫn gì? Vì nếu cái chỗ này của em là da nó mỏng. Đúng rồi. Đã bị nhiều chút này thì không biết. Là một câu chuyện đó là cái việc mà sử dụng BSAA trên một làn da lâu mụn thì nó phải được kiểm soát bởi bác sĩ em ạ. Chứ còn nếu mà em tự sử dụng thì thường là sẽ không đạt được kết quả tốt em ạ. Không sao, cái này thì mình điều trị cho em. Thứ nhất là mình phải làm sạch này để cho đỡ lên mụn ẩn em ạ. Thứ hai là anh xử lý cho em cái nhân mụn bằng công nghệ laser. Thứ ba là anh kê đơn. Mục tiêu của mình là sau khoảng 1 tháng mụn kéo nó phải khỏi được khoảng 80-90%. Em sẽ thấy sự khác biệt của việc em đi gặp bác sĩ và việc em tự điều trị tại nhà nó rất khác nhau. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế đồ cái nóng và dầu mỡ. Em không được sửa tay lên mặt không kệ nặng. Cái đấy khó không? Không khó. Dễ gì? Vâng. Với cả hạn chế thức khuya nhé em nhé. Dạ dạ. Chứ hơi bị tệ đấy. Có cả sẹo với thâm nhiều rồi em ạ. Vâng. Có thể tham khảo cái laser trị thâm để cho nó nhanh nhé em nhé. Ờ thì sợ ý là hẹn là thứ 6 thứ 7 đúng không? Thì em lại bảo là thứ 6 thứ 7 thì mình lại làm việc nó đến tận tuần này ấy. Thì em nó sợ là nhỡ mất tuần thì là làm thế nên em hít cả mặt đấy rồi. Thế đang đây làm cái gì? Em gọi điện cho anh một câu. Khổ em. Nó đang bình thường, đang tốt thì làm lên nhem hết cả. Mày anh chịu thành sẹo ấy của nó, phí chưa? Đấy có nghĩa là em, có nghĩa là cái tuần đấy là có việc bận thật. Anh biết rồi. Vâng, thế là bảo là đến tận thứ 6, thứ 7 này mình mới làm việc. Thế là bảo thôi, thứ 3 phải xuống mình đi ăn hút. Tại vì hẹn một tuần một lần để em cũng... Toàn bộ da của em nó là mụn thôi. Mụn kinh khủng luôn. Dây đặc, chăn chạp luôn. Chưa bao giờ mà thấy một trường hợp nào mà bị nhiều khủng khiếp như thế này. Hôm trước có gặp một trường hợp như thế nhưng mà là con gái. Bên này anh xem nào. Dì cộp luôn. Mụn và mụn. Khủng khiếp. Bây giờ em nghĩ là chi chít mụn rồi. Dày đến mức mà mình có thể soi đấy. Từng cái lỗ chân lông đều có mụn luôn. Mỗi cái lỗ chân lông đều là mụn, là mụn, là mụn luôn. Mỗi cái lỗ chân lông đều có mụn. Xuống cả đường viền hàm này. Đó là vùng má này. Xem bên này xem. Bên này cũng vậy này. Chán này. Xuống má này. Dày cột. Cũng có một chỗ nào là không có mụn. Toàn bộ đều là mụn. Khủng khiếp luôn. Ok. Bị nặng này. Em cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà đợt tháng trước thì em có lên viện da liễu tỉnh khám ấy. Nhưng mà bác sĩ cho thuốc uống với thuốc không về bôi nhưng mà nó nặng lên. Nhỉ? Em hiện tại bây giờ mụn trứng cá nó nhiều lắm, nó cảm thấy căm khiết, em có hết. Trước là em là bị ẩn ấy, xong là giờ đi lên bôi thuốc. Nó thành mụn luôn. Vâng. Nghĩa xước một tí là nó đang từ cái nhỏ ấy. Thành cái to luôn. Vâng. Wow, cái này rất là nhiều này. Cái chỗ này, vùng này nó bị nhiều. Toàn bộ của em đều là mụn ẩn và mụn viêm luôn em ạ. Vâng. Cái này mụn của em phải điều trị đúng với em nhé. Một là da của em là da dầu nhờn, lỗ chân lông bít tắc. Trên da của em rất nhiều mụn ẩn với cả mụn viêm em ạ. Đấy, nên là cái này mình phải xử lý đúng, điều trị phải đúng. Mục tiêu của mình cố gắng sau khoảng 1 tháng đến hơn 1 tháng thì nó đỡ được khoảng 80-90%. Dạ. Tuy nhiên để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cây nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng nhé. Cái đấy có khó không? Nó ngứa.
nó ngứa nhiều lúc gãi là không biết là không sờ, nhưng mà nhiều lúc ngứa là quên mất là gãi lúc nào. Phải cố gắng nhé, phải cố gắng hạn chế đấy. Thứ hai là về nhà em phải không được thức khuya. Có khó không? Cũng khó vì em đợt này cố gắng là trước 11 giờ đi ngủ rồi đấy. Thế là được, ok nhé. Yeah. Hôm nay mình sẽ làm sạch hay là xử lý cái nhân em ạ. Yeah. Nếu có thể thì nên làm cái laser trị thâm để phục hồi da cho nó nhanh nhé. Chứ nặng này không được, nặng quá. Khoảng bao lâu rồi? Lâu lâu khoảng bao lâu? Em bị mụn hơn 2 năm rồi. 2 năm về trước à? Em nghiêng bên này xem nào. Thế đợt đấy thì em có điều trị gì không? Có mấy lần em lên bệnh viện xa đi không trung ương. Bản thuốc cho về uống. Thế có đỡ không em? Có đỡ, thì đỡ một thời gian rồi lại tái phát rồi. Tái phát, như bên này anh xem. Em bị nặng thật đấy, đây là một tình trạng mụn cực kỳ nặng em ạ. Nhá. Cái này ở đây thì mình sẽ điều trị thật là tốt cho em. Một là bây giờ mình sẽ làm sạch đấy em. Nhá. Thứ hai là xử lý kinh nhân. Thứ ba là chạy cái laser để điều trị thâm cho em. Mục tiêu của mình cố gắng là sau khoảng 1 tháng thì nó đỡ được khoảng 80-90% em ạ. Cái này xem này, rồi em nặng kinh khủng luôn. Nhá. Và cái này mình có thể điều trị được. Như thế thì em phải phối hợp với anh. Một là em phải hạn chế đồ cái nóng và dầu mỡ nhé. Không sờ tay lên mặt không kệ nặng nhé. Cái đấy có khó. Và em phải hạn chế thức khuya nhé. Đấy, thì mình mới có thể làm được nhé. Hôm nay mình bắt đầu điều trị nhé em nhé. Chị gì chứ Dương? Chưa. Khá nhiều mụn nhỉ. Mụn ẩn, mụn viêm đều có. Em hay sờ tay lên mặt đó mà. Thỉnh cải cải giờ, không? Vâng. À, này có nhau, đó quá. Bên này xem nào. Bên này em thấy mụn trứng cá rất là nhiều. Cái này của em là mụn trứng cá trên một nền da dầu, lỗ chân lông bị tắc em ạ. Và rất nhiều mụn ẩn, mụn viêm. Có cả sẹo vết thâm rồi. Bởi vì là cái này của em chắc là bị nhiều lần rồi. Tại sao lại thế? Mới bị. Thế tại sao em nhiều sẹo với cả vết thâm ở nhiều lứa tuổi này? Không, đợt em bị nó nhẹ nhẹ xong nó lại đỡ đúng không? Xong nó bị đúng không? Đỡ đợt trước em mấy năm, 4 năm trước em bị xong em khỏi hoàn toàn. Giờ nó lại mới bị. Đỡ bị lại, ok. Cái này phải điều trị đúng em ạ. Một là mình phải làm sạch để đỡ cái mụn ẩn. Thứ hai là xử lý cái nhân bằng laser. Thứ ba là anh kê đơn. Mục tiêu của mình là cố gắng trong khoảng 1 tháng nó khỏi được khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì mình phải hạn chế cái nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mà không kệ nào. Dạ vâng. Cái đấy khó không? Dạ. Dễ không? Vâng. Để thức khuya nha em nhé. Vâng. Bị hai ở bên cổ này này. Hôm đấy em tự mua thuốc bôi thôi, kéo thôi. Em cũng đi khám ở gần nhà ấy, xong là bôi thuốc. Em dùng thuốc gì em bôi? Em không nhớ ra họ nữa. Em tự mua thuốc ngoài hàng mua à? Không, người ta kê đơn cho em bôi. Cái này của em là trứng cá do thuốc này. Vậy ạ. Trứng cá do thuốc em ạ. Tức là trứng cá do thuốc gây nên. Nên ồ ạt luôn. Cái này của em rồi nó sẽ mọc xuống cả phần lưng. Vâng, nó đang lây lây làn xuống đây. Cái bắt đầu cũng sẽ có. Đây là trứng cá do thuốc. CK là một cái sữa rửa mặt thôi. Hôm chị mụn thì chưa. Chị mụn thì chưa, tức là em chỉ dùng đơn thuần một cái sữa rửa mặt thôi đúng không? Nhưng mà dưới da của em thì có nhiều mụn lắm ấy, rất là nhiều mụn ẩn luôn. Vùng này của em chắc là đợt trước nó cũng có mụn bọc này. Vâng. Đúng không? Bây giờ thì nó vẫn còn nhưng mà nó cũng lô nhô dưới da của em. Có hay cạy không? Có. Cùng tay cạy không? Có. Có đừng cạy nhé, bởi vì em cạy xong nó để lại thâm với cả sẹo này. Em hơi ngửa lên một tí ấy, nhìn thấy sẹo, toàn sẹo thôi, sẹo dày luôn ấy. Cái này của em phải điều trị đúng lắm ạ. Một là bây giờ mình phải làm cái làm sạch để nó đỡ được mụn ẩn này. Thứ hai là mình xử lý cái nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu của mình cố gắng là trong khoảng 1 tháng là nó khỏi được khoảng 80-90% nhé. Đây sẽ là. Để làm được như thế thì em phải hạn chế cái nóng với dầu mỡ đấy. Và thứ hai nữa là không được sờ tay lên mặt không kệ nặng. Cái đấy khó không? Được anh. Làm được đúng không? Vâng. Cảm ơn em phải hạn chế thức khuya nhé. Vâng. Những sản phẩm đang có chắc là phải tạm dừng. Như em xưa thì có điều trị ở trong bệnh viện Mai ạ. Có thấy nó đỡ không? Có. Nó thấy sẹo nhiều thế này. Vâng. Thì bác sĩ chẩn đoán là bội nhiễm trứng cá. Trứng cá bội nhiễm ạ. Còn của em nó có mụn ẩn nhiều, như cả có mụn viêm em ạ. Rất nhiều những cái mụn viêm dưới da của em luôn ấy. Và cái này của em có những đợt nó lên nặng xong nó lại đỡ. Đúng không? Nó lên nặng nó lại đỡ. Dẫn đến là em có khá là nhiều sẹo và vết thâm với các lứa tuổi khác nhau em ạ. Đấy, trên nền thì da là da dầu, lỗ chân lông thì nó giãn. Đấy. Cái này mình phải điều trị đúng em ạ. Một bây giờ là mình phải làm sạch này, cho nó đỡ lên nhân mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý cái nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu của mình là cố gắng trong khoảng 1 tháng nó khỏi được khoảng 80-90%. Yeah. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế đồ cái nóng và dầu mỡ, không được sờ tay lên mà không kệ nặng. Cái đấy em có làm được không? Ok, và em phải hạn chế thức khuya. Yeah. Đấy là mấy cái tối thiểu. Còn muốn nó nhanh hơn không?
Nhưng mà bệnh này cũng khỏi được gì anh? Khỏi được chứ sao không khỏi được? Chứng cá thì chỉ khỏi hoàn toàn đấy mà. Yeah. Vì sao anh thấy nó thâm xì với hết cả mặt thế này? Da em nó độc ấy. Ừ, nó độc à? Anh thì anh nghĩ là không phải là mới em ạ. Tại sao lại thế? Bởi vì là da em có những đợt nó lên nó lại đỡ. Nó lên nó đỡ xong rồi. Bởi vì là mặt em các sẹo với cả thâm nhiều lứa tuổi khác nhau này thì làm sao gọi là mới bị được. Không giấu được bác sĩ đâu. Ok, chẳng qua đợt này của em là bị cấp tính cái vùng này nó nhiều thì em thấy nó khó chịu. Nó xấu xí thì em đi khám thôi, đúng không? Chán em cũng có này, toàn bộ chán có này. Da em là da dầu, lỗ chân lông nó bị tắc và có rất là nhiều cái mụn ẩn với mụn viêm. Em có cả nám vào đây rồi này. Vết thâm xung quanh miệng nhiều như thế này thì theo anh là em nên bỏ khẩu trang đi, đừng đeo khẩu trang. Nên mua cái mũ có cái phần lưỡi chai nó che trong phần miệng này nhá. Bỏ khẩu trang đi nhá. Còn cái này mình phải điều trị thôi em. Một là mình phải làm sạch này cho nó đỡ lên mụn ẩn này, thứ hai là xử lý cái nhân. Thứ ba nếu có thể thì em làm cái thâm đi cho nó nhanh hết thâm nhá. Và anh kê đơn cho em. Mục tiêu của mình là với mụn trứng cá một tháng phải khỏi 90% nhá. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy có khó không? Em hay sờ nên là mới thế. Em phải thay đổi đi nhá. Với cả em phải hạn chế thức khuya. Được chưa? Nhá. Yeah. Nhiều khi định lấy rồi nhưng mà lại bị lỡ cái khoảnh rồi. Khổ tên đi. Đây xem nào. Không sao, vợ con thì tính sau, thứ nhất là phải đẹp dai đã. Đúng rồi. Mày thì đẹp dai sẵn rồi nhưng mà mỗi tội nhá. Hơi thâm hơi mụn thôi. Mỗi tội hơi xấu. Ok, được rồi. Bây giờ mình làm sạch xử lý mụn và anh xử lý thâm, anh chỉnh đơn cho nhá. Yeah. Mà em cũng phải nói là cái... Cái này chắc lâu rồi. Mới đợt kiểu mấy tháng gần lại là đây rồi. Nhiều ra thôi. Nhiều ra thôi, còn đợt trước nó ít. Trước thì ít nhưng mà đợt này nhiều ra đúng không? Vâng. Em đang bị mụn rất nặng luôn em. Mụn của em nó như kiểu là em phải bị gọi là hàng trăm những cái mủ trên mặt của em ấy, mà toàn là những cái mụn nó rất là to. Cái này rất là nặng nhé. Em trước đây có điều trị gì không? Trước đây tầm khoảng năm trước là tầm khoảng đại loại là tháng 7 năm trước là em đi chữa ở trên Gia Liễu Trung ương. Ừ. Chữa khoảng nó đợt đấy nó cũng gần khỏi rồi xong. Ừ. Em không ấy nữa, xong là gần đây, xong kiểu mấy tháng gần đây là kiểu học kiểu quê nhiều quá, xong em nói ức chế em à? Vâng. Xong nó ức chế nó nghiêng lên nhiều vậy. Bị stress nặng, đúng rồi. Anh em phải nên điều trị tiếp cho nó khỏi hẳn, nhưng mà em lại để nó không vào đấy. Cái này bây giờ phải điều trị em nhé. Một là mình sẽ làm sạch để nó đỡ lên mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý cái nhân bằng laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu của mình là cố gắng sau khoảng một tháng đi mặt nó phải đỡ được 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cái nóng và dùng mỡ, không được sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy khó không? Và em trước cũng nói nhiều nhé. Phải hạn chế thức khuya em nhé, chứ em nặng lắm. Ra xong là mẹ cháu cũng lấy thuốc của bác sĩ. Thế em về... Cái này phải điều trị chị ạ, bởi vì thứ nhất là bạn ấy bị cái trứng cá ở vùng trán này rất là nhiều. Thì bạn này thứ nhất là về nhà mình phải kẹp tóc gọn lên này. Cháu đừng để tóc nó lòa xòa nhé. Vì là cháu để tóc lòa xòa này thì nó sẽ làm cho vùng này của cháu nó nặng lên ấy. Nên là cháu sẽ để tóc gọn lên. Đấy. Thứ hai là bạn ấy có nhiều cái mụn ẩn này, mụn viêm này, mình phải dùng laser mình xử lý đi. Hôm nay. Đúng rồi, thì có cái làm sạch này, thứ hai là xử lý cái nhân mụn đi, thứ ba nữa là kê đơn cho bạn ấy. Để mình cố gắng sau khoảng tầm độ 1 tháng thì nó đỡ được khoảng 70-80% gì đấy, chẳng hạn như vậy. Hơi cúi xuống nữa xem này. Về nhà phải không được sờ tay lên trán nhá, không kệ nặng nhá. Được không? Vùng má hay sao? Cái này có bắn. Má có đấy. Cái này có cái nữa mụn nặng nó có ra không? Cái nào? Ở mũi á, ở mũi đấy là những cái mụn ẩn, mụn đầu đen. Cái đấy thì dần dần mình có thể dùng, thật ra điều trị mụn đầu đen tốt nhất là dùng cái công nghệ laser mà điều trị cho chị. Để mụn đầu đen nó ra được. Tại nước rồi á. Em bị bao lâu rồi? Em bị khoảng 1 tháng rồi ạ. Em bôi mua thuốc bên ngoài em bôi nhưng mà bôi nó chỉ hết xuống lại lên, nó lên nó lại mỗi lần lên nó lại lan ra rộng hơn. Của em với bờ rất rõ này. Được vâng. Theo bờ này lên cả tóc này, vào tai này. Được vâng ạ. Đằng sau tai có không? Có một ít này. Cho anh xem bên kia này. Đây ạ. Ồ, bên này cũng rõ ràng hơn, bờ này. Chim em có bị không? Dạ có. Lưng có bị, chân người có bị nó nào không? Dạ không ạ, chỉ ở hai bên đệm thôi ạ. Cái này của em là nấm nha em nhé. Dạ vâng ạ. Nấm da rất rõ ràng luôn. Nấm da lên trên mặt nặng quá nhé. Cái này phải điều trị thì nó khỏi hoàn toàn em ạ nhé. Dạ vâng ạ. Chưa chị? Đâu ấy, cách một năm. Cái đây một năm á, thế mà sao em để nó nặng thế? Xong rồi em có điều trị gì không? Có sử dụng sản phẩm gì không? Có thuốc ấy là bôi. Đi ra hiệu thuốc mua à? Có mua mấy cái thuốc trên mạng để em bôi ấy? Không không.
em điều trị bằng mấy cái thuốc ngoài hiệu là sai rồi, bởi vì nó không đúng chỉ định em ạ. Nó khiến cho da của em bây giờ nhá, mụn viêm nó lên chi chít luôn, thứ hai là để lại sẹo vết thâm rất là nhiều rồi em ạ nhá. Thế nên mình phải điều trị đúng, một là bây giờ mình phải làm sạch này để nó đỡ lên mụn ẩn này, mụn ẩn dưới da em nhiều lắm. Thứ hai là xử lý kinh nhân bằng công nghệ laser như em nhé. Thứ ba là anh kê đơn cho em, mục tiêu của mình là cố gắng trong khoảng một tháng thì nó khỏi được khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cây nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy có khó không? Không. Dễ thì bây giờ em phải hạn chế thức khuya như em nhé. Và em có rất là nhiều sẹo vết thâm, sau này mình cũng phải xử lý mấy cái đó như em nhé.